Alo, anh Bảy có 10 triệu cho anh mượn với. Khi nào có cũng trả lại cho. Sao lại nằm ở đây? Buồn ngủ sao không lên phòng ngủ đi, hả? Dạ. Nè, mấy đứa coi đi. Con. Coi đi rồi biết. Truy tìm Lê Thị Kiều Mỹ vậy thôi. Đây là lệnh truy nã bà chủ hội. Giật hội của cô rồi bỏ trốn. Có hình bà ta trong đó đó. Mấy đứa mà tìm được á, nhớ báo cho cô nha. Dạ. Quên nữa, ai mà tìm thấy sẽ có thưởng đó. 10% trên số tiền cô đã mất là 10 triệu đó. 10 triệu á? 10 triệu anh? Harry à, Harry ơi, hửi đi, bà ta đã từng ngồi ở đây, hửi đi con ơi, mình phải kiếm được 10 triệu, chưa mình sẽ kiếm được 10 triệu. Hửi đi, hửi này, cái lưng của bà này, Harry, em nghĩ sao mà em đem đến tim bà đó vậy? Hả? Harry mày bị ngạt mũi là em chết luôn. Kệ người ta đi, mạnh ai nấy lo, chuyện xí chuyện của tôi. Nè, tụi mình đã đánh dấu hết tất cả những nơi bà ta thường hay lui tới. Nên đó là khả năng của bộ thắng được là rất là thấp luôn. Làm gì mà làm sao có thể đánh dấu được mấy cái nơi nè. Không tin. Được không tin. Tụi anh hai người là tụi anh sẽ tìm được bà ta dễ như húp cháo vậy. Còn em còn em thì có một người một thú. Anh có kỹ năng của chó không? Hả? Em những anh... kỹ năng của chó anh có không? Em tưởng anh chịu thua hết đấy à? Anh Juliet, em không ngờ luôn á, anh là một người ham tiền như vậy. Bọn anh cần 10 triệu đến vậy hả anh Juliet? Thật ra thì anh cũng kiếm tiền đó, nhưng mà hôm nay anh bận rồi. Thôi mọi người good luck. Bye bye anh. Lại được một đối thủ. Để coi ai sẽ là người có 10 triệu. Đi thôi Harry. Cái có gì lẻ quá vậy? Đừng Harry. Trời ơi, chỉ vì 10 triệu mà đối xử tệ với tôi. Tôi còn chưa ánh sáng mà. Không chịu. Đi đi con ơi. Đi Harry, năn nỉ đó. Harry ơi, 10 triệu. Là bả rồi. Nét mày xuống ở đây. Đi xuống nghe điện thoại. Ủa, ai gọi cho chị vậy? Ở đợi mà như bà nội người ta. Ai vậy ta? Sao tôi biết được? Ổng cứ lèm bèm. Tâm anh, tâm ý, it's you. Là cho chú ý em mà. Không một tiếng cảm ơn tôi luôn. Biết rồi, cái tôn ti tật tự ở nhà này nó loạn hết rồi. Tự mình hại mình. Chú muốn tụi con bắt người đó hả? Ừ, đúng rồi, đó là cái bà mà cô Liễu cần tìm đó. Hãy đứng qua đây nhanh lên. Mà sao chú nói với tụi con bắt được thì được thưởng tiền mà. À, hay là chú muốn giúp tụi con có tiền mua cặp cho Tâm Anh đúng không chú? Chị ơi, có cặp mới hả chị? Ồ, không phải, tại vì chú có gì gấp rồi. Nhưng mà nếu mà hai đứa bắt bả là coi như mình giúp cô Liễu đi. Dạ, con biết rồi, con tới liền. Chị ơi, chú Julian sẽ mua cặp cho em hả? Dạ, dạ. Alo, taxi tới chưa anh? Dạ, 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 dạ. Chú ơi, tao là ai? Ê, cô là ai vậy? Con xin lỗi con, nhưng mà cô là người nhục mùi của cô Liễu rồi bỏ trốn đúng không? Không phải, tôi mới làm rồi. Buông tập ra. Đúng là cô mà. Đã nói không phải mà. Mày ơi.
Buông ra con bé. Đi. Tụi con xin lỗi con, nhưng mà tụi con nó bắt tôi về nè. Điên à. Tụi bay đi xem á. Bỏ ra. Trời ơi. Buông ra. Buông ra. Bạn chống đây nè. Cô hãy về lại đi theo cả sáng trong anh đồng ý nè. Trời ơi. Đi đi mà. Mày chạy ra ơi. Tâm Ý làm gì em? Mà chủ yếu hụi, nói năng mắt mà chủ yếu hụi. Tranh thủ, tranh thủ. Buông ra con nè. Cái gì vậy? Mấy tôi giật con này bỏ ra. Em kêu anh chạy. Chạy đi đó. Bà giật hụi bà còn cười được hả? Nhưng mà tụi em giữ không có nổi bà đâu. Để cho em đi cho. Bà đi hết đường với tôi. Thưởng 10 triệu, chia bà. Ủi bạn cho mập cho hả? Harry, hửi đi con, hửi đi, hửi đi, hửi đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hửi đi, hửi dấu chân của bà đi, Harry ơi. Hửi, hửi đi con. Ráng lên, Harry. Ráng đi, ráng đi. Hửi, 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 hửi. Hửi nha, nhớ nha nè, nhìn cái mặt bà đi. Harry, Harry, thấy cái mặt bà chưa con? Chào chị My. Hửi, hửi đi. Hả? Hello em. À, chị khỏe không hả chị? À, chị khỏe. Con nè, hửi đi. Hửi cái gì vậy chị? Trời ơi, tụi bay làm cái gì vậy? Má! 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 Anh bắt được mà. Tụi bắt được mà. Là em bắt được mà. Cái gì? Tụi anh bắt được cho em đâu? Là em kêu Quang qua bắt được mà. Vậy là tấn công Hoàng Quang chứ ai tấn công em đâu? Nhưng mà em không kêu sao mà Quang chạy lại đây bắt. Thôi thôi thôi, em không cần tấn công gì đâu, cứ chia hết cho chị My đi. Không tấn công nữa. Đúng rồi đó, phải chia cho chị My với em nữa. Chị My không kêu làm sao em bắt được. Đúng rồi. Hai người tưởng tôi ngu à? Hai người mới làm gì trước mặt tôi đó? Không được, tôi không biết chuyện cộng hai người đâu. Em biết rồi nè. Em có cái chị Mai. Cũng đang nói giống như chị Mai hả? Đúng rồi đó. Em không biết chuyện biết gì giùm em đi. Ôi dùng cái đi. Nếu mà anh lốt với chị Mai, cũng tự nhiên xem ra là em cũng có quyền xem vô chứ. Tao cũng muốn có phần nhưng chẳng ai từng quan tâm. Tiền thưởng 10 triệu chia 5. Ngon rồi hả? Ừ, mày đi. Mày đang nhỏ nha, bẩn nhà bạn sao rồi? Ê, những người đó đang làm gì? Tiền thưởng 10 triệu chia 24.